Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, hôm nay kênh Giọng Đọc Miền Tây gửi đến các bạn bài viết Truyền Nhân Bí Ẩn của bà Vanya đã tiên tri những gì. Nội dung của bài viết được thể hiện qua giọng đọc đăng khoa Nguyễn Ly. Trước khi chết, nhà tiên tri mù Vanya đã tiên đoán một cô bé sống tại nước Pháp sẽ kế thừa khả năng của bà. Vậy truyền nhân này là ai? Đã tiên tri những gì? Các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải các tiên đoán với độ chính xác cao của Vanya. Bằng cách đặt máy ghi âm tại nhà bà, các nhà khoa học Nga nhận thấy bà tiên đoán chính xác tới 70-80%. Con người với những năng lực bí ẩn luôn là câu đố thách thức nền khoa học hiện đại. Vanya là một người sở hữu năng lực như thế. Bà đã dự đoán chính xác ngày chết của mình và ra đi vĩnh viễn, nhưng bà vẫn để lại lời sấm truyền về một truyền nhân của mình. Trong đó, lời tiên tri trước lúc bà chết đi là một cô bé sống tại nước Pháp sẽ kế thừa khả năng của bà. Chúng ta vẫn luôn chờ đợi một Vanya thứ hai với khả năng tiên tri phi phàm. Sau khi Vanya ra đi, cho đến ngày nay, cô bé bí ẩn đó đã xuất hiện. Cô bé Kanra Uber, truyền nhân của Vanya. Năm 2009, một tờ báo Pháp đăng tải một bài ngắn về một cô bé có khả năng nhìn thấy tương lai và biết giao tiếp với người ngoài hành tinh, một thứ năng lực mà Vanya cũng sở hữu. Điều này khiến người ta tin rằng cô bé chính là truyền nhân theo lời tiên tri của bà mù Vanya. Cô bé sinh ra tại thành phố Montpellier, miền nam nước Pháp, có tên là Kade Uber. Theo lời tiên tri của bà, cô bé đã xuất hiện vào thời điểm mà châu Âu xảy ra những biến cố lớn. Điều đó đã ứng nghiệm khi mà giờ đây khắp nơi đang liên tiếp xảy ra những cuộc khủng bố và hoảng loạn của dòng người di cư. Thế giới đang đứng trước những nguy cơ về một cuộc chiến tranh thứ ba, không chỉ châu Âu mà ở cả châu Á hay châu Phi. Dịch bệnh, xung đột và biến đổi khí hậu đang nóng hơn bao giờ hết. Tại sao cô bé đã xuất hiện từ năm 2009 mà đến nay mới gây được sự chú ý? Bắt đầu, tin đồn truyền nhân của nhà tiên tri mù Vanya xuất hiện khiến nhiều người nghi ngờ. Cô bé liên tục bị kiểm tra và thử thách, lúc đầu trong phạm vi gia đình, rồi sau đó đến lượt các nhà khoa học và ngoại cảm vào cuộc. Năm 2011, cô bé 7 tuổi này đã thu hút sự chú ý của dư luận với năng lực siêu nhiên và khả năng chữa bệnh của mình. Các nhà khoa học cho rằng cô bé cần được theo dõi và nghiên cứu khả năng đó tại Nga. Cô bé được kiểm tra những bài test, đo lường năng lực và nghiên cứu về giấc mơ. Kể từ đó, KD Uber cùng gia đình cô bắt đầu bị theo dõi, bám sát, không còn được sống yên ổn. Chính điều này đã dẫn đến sự biến mất đột ngột của gia đình cô bé suốt 5 năm trời và cô bé được cho rằng đã chết. Nhưng đứng trước bối cảnh thế giới như hiện nay, KD Uber nay đã lớn không thể lẩn tránh mãi. Cô bé cho rằng mình có sứ mệnh phải cảnh báo cho mọi người về những thảm họa có thể xảy ra. Uber ngày càng có nhiều đặc điểm giống nhà tiên tri Vanya, thị lực dần kém đi khiến cô bé phải mang kính. Cô bé cũng có những cử chỉ rất giống bà Vanya như ánh mắt hay cách chỉ tay, thậm chí Uber còn có thể chữa bệnh cho một số người khác. Một chương trình tài liệu dài đã được thực hiện khi cô bé xuất hiện. KD Uber đã tiên đoán điều gì? Trước khi tiên đoán về những vấn đề to lớn, cô bé đã có những lời tiên đoán về những điều không may xảy ra trong chính gia đình mình. Cô bé tiên đoán về cái chết của người cha dượng của mình. Cô nói với mẹ mình rằng người cha dượng sẽ chết và chúng ta cần gọi để báo cho ông ấy. Điều này giúp ông ấy thoát chết. Chủ nghĩa khủng bố lan rộng. Mới đây, một nhóm nhà báo Nga đã tìm gặp và trò chuyện với KD Uber. Cô bé đã tiên đoán rằng việc chủ nghĩa khủng bố lan tràn cũng như các nước châu Âu phải đối mặt với làn sóng nhập cư khiến cho thế giới có thể gặp nguy hiểm nếu tình trạng tương tự lan rộng. Ngoài Syria và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang rối loạn,
Một số nước nữa sắp tới cũng đang bị nguy hiểm rình rập là Algeria. Cô bé cảnh báo về những mối nguy hiểm với toàn thế giới bắt nguồn từ Syria hay Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Algeria. Thiếu nước ngọt và thảm họa sinh thái. Trước tình hình biến đổi khí hậu, trái đất ngày càng nóng lên, nước biển dâng, tình trạng xâm nhập mặn, cô bé tuyên đoán chỉ ít năm nữa thôi, trong vòng 6 năm tới, trái đất sẽ gặp thảm họa sinh thái và nhân loại có thể thiếu nguồn nước uống. Những lời tiên tri này liệu có đúng hay không? Điều này cần có thời gian để kiểm chứng trong tương lai không xa. Và nếu đúng với những lời tiên tri thì cô bé sẽ là một Vanga thứ hai của thế giới. Theo trí thức trẻ,